vào khoảng 10 giờ 30, xe tải mang băng kiểm soát 60.23.795 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về Bình Phước. Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau với đường 12 thì tài xế cho xe ôm cua rẻ phải nên đã xảy ra gia chạm với người phụ nữ khoảng 45 tuổi đang đạp xe đi bán vé số. Sau gia chạm, nạn nhân ngã ra đường bị bánh xe tải cán vết tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe đạp bị hư vỏng nhẹ, xe tải dừng cách đó không xa. Theo người dân, người phụ nữ hành nghề bán vé số và thường xuyên đạp xe qua khu vực này để bán. Đến hôm nay thì xảy ra tai nạn đau lòng trên. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông thành phố, thủ dầu một đã có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đến 11 giờ 45 cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.